lớp 12C7 với những máy xòe rộng và phong cách lịch lãm. Tiếp theo là phòng trình diễn của hai người mẫu đến từ lớp 12C7 với bộ vest tông và chiếc váy lịch lãm. Trình diễn trong đêm nay sẽ gây rất ấn tượng. Tiếp theo là 12C4. Là bộ trang phục của lớp 11P8.